Cơ sở Radio Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan thiên quốc nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật những cái loại lan mới mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và hôm nay thì tuy rằng số lượng hàng về không có nhiều nhưng mà hàng rất là chất lượng, hàng rất là đẹp luôn ạ. Hôm nay thì điểm đếm sơ qua là có bao nhiêu loại nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 loại lan các bạn ạ. Hôm nay gồm 21 loại lan và có những loại đẹp và cũng có một số loại hàng thanh lý mà em bán trong ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào giới thiệu và báo giá những loại hàng mà hôm nay em có thì em xin được giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Cơ sở chúng em có hai số điện thoại để liên lạc trực tiếp để đặt hàng là số 0984754102 và thêm một số nữa là 0967615815 nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại đó của chúng em. Và các bạn có thể nhắn tin đơn hàng và địa chỉ chi tiết luôn cho chúng em. Và chúng em sẽ chốt đơn hàng rồi gửi lan đi trong ngày luôn cho các bạn nhé. Còn các bạn mà xem vào buổi đêm có thể nhắn tin cho chúng em. Rồi hôm sau chúng em sẽ gọi điện thông báo lại cho các bạn để chốt đơn hàng và chúng em gửi hàng sau nhé. Đó. Thì bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng ngày hôm nay em có luôn. Đặc biệt là hôm nay em có lan giáng hương tam bảo sắc mà cây lá xếp và lá lướt là có làm theo từng bó và cái hàng xô bán theo kg các bạn ạ. Đó. Ở đây thì cái hàng xô hàng cây giống bán theo kg này thì có giá là chỉ 150.000 một kg thôi các bạn. Đó, chỉ 150.000 một kg. Cái loại hàng xô này, cây bé, cây giống này. Đó. Có những cả những cây lá xếp như này mà nhỏ như này nhé các bạn nhé. Đó. Và những cây lá nhỏ như này. Đấy, hàng giống chủ yếu là cây nhỏ thôi các bạn. Thì chỉ có giá là 150.000 một kg. Đó. Đấy, nhìn qua hàng này. Đấy, có những cây từ hai cặp lá nhé các bạn nhé. Đó. Và còn ở đây thì cái loại hàng theo bó thì cây nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó. Cây từ có cây từ 3 cặp lá nhé các bạn nhé. 3 cặp lá có nhé, cái loại hàng lá xếp này. Đó. Rất là nhiều bó, hàng rất đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Đó. Có những cây lá xếp là chỉ có 3 cặp lá cũng có nhé các bạn nhé. Ví dụ như những cây như này. Nó vẫn lấn lác đác ở trong những cái bó này. Tại vì ở dân họ khai thác về thì họ bó theo từng bó luôn. Ở đầu mối họ bó cho em luôn rồi. Đấy. Mỗi bó này chỉ có giá là 150.000 một bó thôi các bạn. Đấy. Mỗi bó như này chỉ có giá là 150.000 một bó thôi. Đó. Hàng rất đẹp luôn ạ. Lá xếp nhá. Còn ở đây loại cây này to hơn. Đấy, mà lá lướt nhá các bạn nhá. Cây to lá lướt. Thì hàng cũng rất là đẹp luôn ạ. Cây to mà lá lướt nhá các bạn nhá. Mỗi bó này có chừng khoảng 5 cây thôi, 4 hoặc 5 cây. Đó. Thì mỗi bó này cũng có giá là 150.000 một bó này thôi các bạn. Đấy, 150.000 một bó như này ạ. Đó. Một bó này về chúng ta trồng được một giò rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đấy. Hàng đây. Đấy, cây to bù cây nhỏ theo từng bó rất là cân đối á. Đó. Thì các lúc các bạn đặt hàng cứ đặt hàng theo loại lan nào thôi, theo từng mức theo từng loại hàng. Đó. Các bạn lấy lá lướt là chúng em gửi hàng lá lướt cho các bạn, còn các bạn lấy lá xếp này thì chúng em gửi hàng lá xếp cho các bạn. Đó. Đấy. Hàng lá xếp theo từng bó đấy ạ. Đấy. Và tiếp theo đây thì em có lan thanh đạm sữa nhé. Thanh đạm sữa thì nay chỉ còn độ khoảng 3-4 cân thôi. Đấy. Cái thanh đạm sữa này cũng hàng thành hàng dề dề rất là đẹp.
Cái dòng này chúng ta trồng sưu tập vào chậu nhé các bạn nhé. Chỉ có giá là 100.000 một kg thôi. Đấy, về cái thanh đạm sứa này, chúng ta trồng chậu bằng vỏ thông, vỏ nhãn hoặc là vỏ cây vụ sữa chẳng hạn. Đấy. Và còn đây là lan mùi tua đây. Lan mùi tua thì chắc còn độ cân thì có giá là 100. Cũng em bán thanh lý luôn cho mọi người là 100.000 một kg thôi này, lan mùi tua này. Đó. Và còn đây là phi điệp vàng. Đây lan phi điệp vàng nhé các bạn nhé. Lan phi điệp vàng bây giờ thân đang rất là dài luôn ạ. Và đang chuẩn bị cho vào mùa hoa rồi nhé các bạn. Đó. Đang chuẩn bị cho vào mùa hoa rồi nhé. Đó. Lan phi điệp vàng. Về cái lan phi điệp vàng này có giá là 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Lan phi điệp vàng nở hoa vào chừng khoảng tháng 6, tháng 7. Đó. Tháng 6, tháng 7 âm lịch đấy ạ. Mà nở rộ nhất là vào tháng 7 âm lịch các bạn ạ. Đấy. Tại vì mùa này thì thân của nó cũng dài cỡ độ khoảng một gần 1 mét rồi. Những thân nào dài quá thì cũng tầm 1m2 rồi các bạn ạ. Nên là có những thân mà dài quá nó cũng hay bị gãy ở đầu ngọn như này các bạn ạ. Đấy. Nó cũng hay bị gãy đầu ngọn này. Đấy. Hàng rất là dài đẹp luôn ạ. Trung bình nó phải thân ngắn nó cũng tỷ lệ rất là ít thôi. Đấy. Có giá là 150.000 nhé, 1 kg nhé, cái lan phi điệp vàng ạ. Và tiếp theo đây có lan hương rừng. Lan hương rừng có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Lan hương rừng ạ. Lan hương rừng bây giờ đang lên mầm gốc như này nhé các bạn. Tại vì lan hương rừng mới hết mùa hoa. Đó. Về cái lan hương rừng đấy ạ. Thân vàng óng rất là đẹp luôn ạ. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hôm nay là về độ khoảng chục ký này. Long tu xuân thì hàng cũng rất là ít hàng luôn. Gần như là không có hàng để mà bán đấy các bạn ạ. Đấy, chỉ có em là có đầu mối này là họ lấy được hàng nó đều đều. Thì vẫn thường xuyên có hàng độ cứ độ khoảng chục cân mỗi ngày, 5 cân mỗi ngày. Đấy, nó về theo lô kèm theo lô như vậy. Chứ còn ở thị trường bây giờ thì thực sự là nói về cái hàng long tu xuân này cực kỳ ít ở ngoài thị trường. Đấy. Long tu xuân có giá là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Đó. Có từ những khóm nó ngắn ngắn cỡ này trở lên nhé các bạn. Đấy, nhưng mà về chúng ta chăm sóc những mầm này để cho những mầm này nó dài. Đấy. Đó, em cho các bạn xem chi tiết về cái loại hàng long tu xuân này. Đó. Chỉ lạc đác một vài là khóm là thân nó nhỏ như này thôi. Đấy. Đó. 280.000 một kg long tu xuân nhé các bạn. Và còn tiếp theo đây là lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì về cũng được hơn chục cân. Đấy. Đùi gà tròn thì có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Đó. 220.000 một kg nhé. Thân vàng óng đẹp này. Đấy. Thân to mập mạp. Đấy. Đấy. Lan đùi gà tròn thì mới hết mùa hoa và bây giờ nhé các bạn nhé. Và cây bây giờ thì cũng đang bắt đầu xuống lá. Trước sau gì nó cũng xuống lá thôi. Đấy. Thì hiện giờ thì cây vẫn còn rất nhiều khóm là còn lá. Còn như khóm này đây thì nó xuống lá gần hết này. Đó, và bây giờ đang lên những mầm con như này nhé các bạn. Đấy, những mầm con như này. Thân tơ rất nhiều nhé các bạn nhé. Thân tơ để sang năm chơi hoa rất là nhiều nhé. Khóm to, khóm nhỏ có hết nhé. 220.000 một kg, được gà tròn. Và tiếp theo đây là lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá là 100.000 một kg này. Đấy. Nhất điểm hoàng hàng rất là rẻ nhé các bạn. Đó. Mà hoa cho hoa thơm. Mà màu hoa cũng rất là đẹp. Và dòng lan cũng rất là quý hiếm ở Việt Nam chúng ta. Rất là đẹp. Không phải là quý hiếm mà cũng rất là đẹp. Của lan rừng Việt Nam chúng ta. Mà cho mùi hoa rất là thơm. Đấy. Nói chung là dòng này cũng khá là khó thuần. Nhưng mà chúng ta đã thuần được một giò ở này ở trong vườn là rất là quý luôn. Tại vì bình thường cái cây của nó cũng đã có mùi hương rồi các bạn nhé. Đó. Hôm nay em quay thì hơi chói nắng một tí. Tại vì quay buổi sáng sớm độ 8 giờ như này thì nắng đang ngả ấy mà. Thì chừng khoảng một tiếng nữa thì cây nắng mới bắt đầu đứng bóng một chút thì nó mới râm cơ. Đó. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào. Ngọc thạch rừng Lào thì cho chúng ta đúng ngọc thạch ba màu luôn các bạn ạ. Nên là dòng này rất là đáng chơi.
Cái ngọc thạch rừng Lào này thì thân nó mảnh, tuy là thân nó mảnh nhưng mà bông hoa nó cũng không khác gì với cái ngọc thạch Bắc đâu các bạn ạ. Bông hoa cũng to như nhau. Và cái này thì nó còn nở sớm hơn là ngọc thạch Bắc, là nó sẽ nở vào tháng giêng các bạn ạ. Thì cái ngọc thạch rừng Lào này. Và còn đây là ngọc thạch Bắc đây. Đây ngọc thạch Bắc đây, ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang lên nụ như này các bạn ạ. Đấy, ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang lên nụ như này. Đó. Và có những thân nó vẫn còn chưa lên nụ hẳn cơ các bạn ạ, nó chỉ lên lác đác một vài nụ. Như thân này thì mới bắt đầu hơi sưng một tí này, đấy, như thân này mới bắt đầu hơi sưng nụ một tí, đó, đó. Về cái ngọc thạch Bắc thì có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Về cái ngọc thạch Bắc ạ là 220.000 một kg, đấy, đó. Đấy ngọc thạch Bắc ạ, thì là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Nó sẽ có lác đác cả những thân 10 phân nhé các bạn. Lác đác cả những có cả những thân 10 phân lẫn lộn nhau nhé. Thì tại vì hàng kg mà nên là sẽ có cả ngắn cả dài nhé các bạn. Và cái ngọc thạch Lào này thì có giá là 180.000 kg. Nay em xả hàng còn độ khoảng 3 kg thôi. Nay em xả hàng cho mọi người còn 150.000 một kg nữa này. Đó. Về cái ngọc thạch Lào này nhé các bạn. Đó. Và còn ở đây có độ khoảng 2 cân kim tuyệt nhựa. Em cũng bán thanh lý luôn là 150.000 một kg thôi. Về kim tuyệt nhựa này. Đấy. Còn độ khoảng 2 cân nữa nhé. Và tiếp theo đây là lan thập hoa. Lan thập hoa có giá là 150.000 một kg này. Đấy, lan thập hoa thì bây giờ đang lác đác có những thân mà nứt nụ như này nhé các bạn. Đấy, chuẩn bị ra hoa nhé. Đấy, lan thập hoa đấy ạ. Đang lác đác có nụ, nứt nụ thôi nhé các bạn. Thì bây giờ mới đang bắt đầu đi vào mùa nứt nụ thì bây giờ nụ, tỷ lệ nụ nó vẫn chưa nhiều đâu các bạn. Về cái lan thập hoa này nó nở hoa rất là sai, như thân ở đây đang nảy được một mắt này, đó, đồng thời nó cũng đang vàng lá xuống lá luôn. Về cái thân đang ra hoa này, đấy, như thân ở đây cũng đang nảy được một mắt này, đấy. Về cái dòng này nó nở hoa rất là sai nhé các bạn nhá, đấy, đang nảy mắt rất là nhiều rồi. Đấy, mắt này thì khá là dài dài ra, còn mắt này đang chuyển đang đang sưng lên này. Đấy. Và sẽ nó sẽ nở dần dần từng mắt một thôi các bạn. Đó. 150.000 một kg về cái lan thập hoa này nhá. Và tiếp theo đây một loại lan nữa cũng có giá là 150.000 một kg, đó là lan Kim Điệp Xuân nhá. Kim Điệp Xuân thì bây giờ cũng đang lên những mầm gốc như này đây các bạn. Đó. Về lan Kim Điệp Xuân ạ, có những khóm từ cỡ này trở lên. Mẻ hàng Kim Điệp Xuân này cũng rất là đẹp ạ. Và bây giờ những cái thân già cũng đang xuống lá. Thì nó sẽ cũng sẽ bớt đi một chút nào đấy về cái cân nặng. Lúc gửi hàng đi thì chúng em sẽ vặt hết những cái lá vàng này cho các bạn nhé. Thì các bạn nhìn sẽ khá nhìn nhìn nó sẽ khá là trơ trụi như này. Nhưng mà nó đều là những cái thân tơ cả nhé các bạn nhé. Đấy. Những cái lá như này, những cái thân tuy rằng năm nay nó nở một hai vòi hoa như này đó, thì sang năm nó vẫn nở cho chúng ta được tiếp những cái vòi hoa mới nhé các bạn. Đó, chỉ có giá là 150.000 thôi về cái lan Kim Điệp Xuân này. Và còn đây là lan sóc Lào có giá là 150.000 một cân ạ. Đó, lan sóc Lào còn độ khoảng 2 cân này. Đấy, 150.000 một cân. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan Hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc thì 280.000 một kg nhé các bạn. Hạc Vĩ Bắc cũng là loại hàng cũng rất là dễ thuần mà dễ cho hoa ở khắp mọi vùng miền. Đấy, nó cũng tượng tượng gần như giống cái thằng Long Tu Xuân, cũng rất là dễ thuần mà hoa rất là đẹp ạ. Hạc Vĩ Bắc hay còn gọi là hạc giả hạc hồng đấy ạ, phi điệp hồng đấy ạ. Đó. 280.000 một cân. Và còn tiếp theo đây là những một số loại lan kiều mà hôm nay em có. Ở đây thì là lan kiều mỡ gà nhé các bạn. Lan kiều mỡ gà thì em đã bán hàng từ hôm qua rồi. Thì hôm nay thì số lượng hàng thì vẫn còn đây. Đấy. Hàng rất là nhiều lá nhé các bạn nhé. Những cái lá vàng này là ở thân già nó rụng ra này. Đấy. Thì trong lúc gửi lan đi thì em sẽ vặt hết những cái thân vàng, lá vàng này cho các bạn. Đây là những cái thân tơ đây. Thì những thân tơ này thì năm nay có khi vẫn chưa ra hoa được đâu, mà nó chủ yếu là ra hoa ở những thân già nhé các bạn nhé. Thì cái thân tơ thì nó phải đủ tuổi già rồi nó mới cho hoa cơ. Đấy. Về cái lan
kiều mỡ gà này có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Bây giờ đang chuẩn bị cho vào mùa hoa nhé. Đấy, lan kiều mỡ gà thì bây giờ vẫn chưa xuất hiện nụ đâu các bạn ạ. Đấy, chừng khoảng tuần 2 tuần nữa là cây sẽ bắt đầu cho nụ nhé các bạn. Về cái lan này đó, hàng rất là đẹp luôn ạ, rất là nhiều lá đấy ạ. Đó, đấy, hàng thì em đóng hàng từ hôm qua rồi nên là nhìn nó khá là lộn xộn như này thôi. Đấy, em dần kéo gốc lên tí là nhìn nó lại, đấy, nó tụt gốc hết xuống này. Đó, có cả những khóm nó nhỏ như này nhé các bạn nhé. Khóm nào mà nhỏ quá thì em lại lọc bỏ ra nhé các bạn. Đó, đấy, đấy, đây là cái kiều mỡ gà đấy ạ. Đó, cũng khá là nhiều khóm nhỏ, như những khóm như này là rất là đẹp, như này là gửi kèm cho các bạn làm sao cho nó đủ cân là được này, cho bù cho đủ kg này. Đấy, những khóm như này thì thân nó nhỏ quá thì chúng em lọc bỏ và chúng em cho vườn hoặc là bán hàng thanh lý sau. Đấy, tại vì đó, hàng rất đẹp nha các bạn nhá. Và còn tiếp theo đây là kiều tím miền Trung. Kiều tím miền Trung thì bây giờ đang là mùa nụ nhé các bạn. Kiều tím miền Trung thì có cái giá là 350.000 1 kg nhé các bạn. Đây, như cái nụ đang sưng đây. Đó, mắt đang sưng ụ này. Như thân này được sưng tới 3 mắt luôn. Không biết là nó lên được mấy nụ đây. Đấy, bây giờ mới cũng đang làm đầu mùa nụ của cái lan kiều tím này. Thì bây giờ hiện giờ nó đang là lác đác, có những thân có nụ thôi các bạn. Lác đác một vài thân đang có nụ thôi. Như hiện giờ là lô này thì em vẫn chưa thấy có nụ đâu. Đấy, như lô hôm qua thì em thấy có nụ lác đác một vài thân rồi này. Đó, 350.000 1 kg nhé, lan kiều tím miền Trung nhé các bạn. Đấy, hàng rất là đẹp ạ. Có những khóm nhỏ từ cỡ này trở lên. Đấy, mà ở đây toàn là khóm. Đấy, gần như toàn khóm 3 lạng 2 lạng có, nhưng mà ít lắm. Khóm nhỏ thì ít lắm các bạn, toàn hàng dề thôi. Đấy, đó, toàn hàng dề thôi ạ. Đấy, có những dề rất là to dài ạ. Đấy, như những khóm như này phải 2 lạng. Đó, đấy, về cái lan kiều tím miền Trung đấy ạ. Đó, và còn tiếp theo đây có ít lan tiên hài. Lan tiên hài chúng ta trồng ở vùng mặt nhé các bạn, vùng mặt vườn, vùng râm đó. Đấy, lan tiên hài này có giá rất là rẻ, chỉ có giá là 80.000 1 kg thôi này. Đấy, đấy, 80.000 1 kg về cái lan tiên hài này nhé các bạn nhé. Lan tiên hài chúng ta trồng một vỏ thông đá thấm thủy để ở tầng mặt thôi, thì ở tầng râm á thì cây phát triển rất là tốt, xanh tốt ạ. Đấy, đấy lan tiên hài này. Đó, và còn đây thì kiều vuông Lào. Kiều vuông Lào thì em hết hàng rồi các bạn ạ. Đấy, kiều vuông Lào em hết hàng rồi. Đó, còn ở đây thì kiều vàng thì em cũng hết hàng rồi, nhưng mà chiều nay sẽ có hàng mới về này. Đó, sáng mai em sẽ có hàng mới về thì hy vọng là hàng sẽ cũng sẽ rất là đẹp ạ. Và còn đây là đùi gà dẹt thì bây giờ còn hàng cái giống rồi các bạn. Đùi gà dẹt thì bây giờ đang lên những mầm gốc như này đây các bạn. Đó, đang lên những mầm gốc như này đây. Đó, xanh mướt đấy ạ. Thì đùi gà dẹt có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé, hàng giống nhá. Nói chung là hàng bây giờ không còn lá luôn, và bây giờ đang nảy mầm gốc thôi. Đó, còn đây Hoàng Lạp là 150.000 1 kg nhé các bạn. Toàn hàng dề thôi ạ, rất ít hàng khóm lẻ như này. Đấy, đó, 150.000 1 kg nhé. Còn hàng dề đó, như dề này còn chưa được cắt tỉa này. Trước khi gửi lan đi cho các bạn, em cắt tỉa những cái thân già, thân héo, thân gấy. Đó, như dề này đây cũng chưa được cắt tỉa này. Dề này cắt tỉa ra chỉ còn nửa thôi. Đang lên mầm gốc này các bạn. Đấy, đang lên mầm gốc như này đây. Đó, đây là Hoàng Lạp nhé. Và còn đây là Lan Báo Hỷ. Lan Báo Hỷ bây giờ đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Cây cũng mới hết mùa hoa vừa rồi. Đấy, Lan Báo Hỷ ạ, 150.000 1 kg. Lan Báo Hỷ. Và còn tiếp theo đây một mặt hàng có giá là 300.000 1 kg. Đó là lan Hoàng Thảo Xoắn nhé các bạn.
Lan hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn thì cũng mới hết mùa hoa và bây giờ cây đang chuẩn bị lên những mầm gốc thôi các bạn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn ạ. Toàn hàng dề, hàng khóm như này thôi các bạn. Đấy, những cái thân vừa rồi nó đã ra hoa thì bây giờ đang vàng lá xuống lá nhé các bạn nhé. Đấy, để nhường cho những ánh sáng cho những mầm gốc đang chuẩn bị lên nhé các bạn. Đấy, còn lác đác một vài thân là vẫn còn đang có bông như này đây. Đấy, đây là một bông mà cũng rất là nhăn nheo rồi về cái hoàng thảo xoắn này, cánh tím này, cái môi trắng này và họng tím đen này nhé các bạn nhé. Rất đẹp luôn ạ, về cái hoàng thảo xoắn này có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn ạ. Đấy, có những khóm cỡ này trở lên nhé các bạn. Đấy, đó, hàng rất đẹp luôn ạ. Đó, hoàng thảo xoắn đấy. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và giá chi tiết em đã báo giá từng loại như các bạn nhé. Thì các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ với chúng em theo hai số điện thoại mà ở đầu clip chúng em đã đề cập. Em Ngọc Bền xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã bên lan trên Quốc nhé.